chiêm ngưỡng bánh chưng, bánh tét sáng tạo bởi Thu Minh. Nếp trộn chung với nhau chứ mình không có từng lớp rồi đó, cái kiểu từng lớp rồi nó xưa rồi. Hi girl. Hi. Yeah, trời ơi. Không khí Tết quá, không khí Tết quá. Take the same. Chứ là mạnh nay người đó gói, cho nên là tôi gói theo kiểu của tôi. Thay vì một lớp gạo rồi xong với một lớp đậu xanh, tôi trộn đậu xanh với gạo chung luôn vậy đi. Bữa năm ngoái tôi ăn thì tôi thấy ngon á. Đó, xong xuôi rồi tôi mới làm đây, bỏ đây. Nó cũng hay của nó, cho nên là mình đừng bao giờ ngại gọi là gì thay đổi và thử. Ok, now we start nhé, bắt đầu gói. Rồi, chị yên tâm rồi. Nè, nhìn đây nè các bạn, đậu với cả nếp trộn chung với nhau chứ mình không có từng lớp rồi đó, cái kiểu từng lớp nó xưa rồi. Mấy cái người mà không biết gói là hay là con quay xong rồi nhau chỉ vậy đó. Không, cái này là tôi chỉ nói về cái vấn đề của tôi thôi. Tôi chỉ muốn nói về cái vấn đề của tôi thôi. Cái tôi của chị. Cái này hên xui lắm nha. Gói rất là hên xui đó. Hên thì gói được. Hay cái lá nè. Cái nào mà đẹp nhất ở đây phải dọc lôi nè. Cái này đẹp nhất là cái đó. Cái này bắt hồ luôn. Cái này đây, các bạn sắp được xem thành phẩm của tôi nhé. Một chiếc bánh chưng rất là fusion, rất là new fashion. Cái đó là bánh chưng gì chị? À, em đừng nói, em không được nói. Chị chưa có show bánh chưng của chị ra, em không được nói. Hãy nhìn, mọi người hãy nhìn bánh chưng của mình. Nó giống như cái chân. Đó, thì bánh chưng hả? Nó là hình chữ nhật. Ồ, bây giờ khoa học tiến bộ em. Nói chung là mặt đất nó không còn là hình vuông nữa cưng. Đó, không còn là quan trọng. Tôi khẳng định với các bạn ở trong này, nó là nhân nếp với cả đậu xanh và có thịt thì tất cả nó là bánh chưng đúng không? Nhưng mà ư thì what? Bánh tét không ra bánh tét và bánh chưng nó không ra bánh chưng, bột chả nó không ra bột chả. Nói chị tự nhận vậy là được rồi đó chị. Nói chung là rất là new fashion nha, nhưng mà tôi nghĩ là nó ngon. Ngon là được, quan trọng là ngon là được.